với lại phát sinh ra những cái mà mình không hợp. Bên cạnh đó thì khi mà em nhớ là chia tay á, thì bạn nữ kia cũng, cả hai bạn đều nói là em cũng có một cái chút vô tâm. Nói chung mà em cũng, cái này em cũng tự nhận thấy là mình nhiều khi mình cũng khá vô tâm trong cái chuyện mà quan tâm đến bạn ý. Cái này rất là nguy hiểm luôn, bởi vì trong tất cả tình yêu hoặc là bạn bè hay là tất cả mối thân tình nào đó, cái chuyện mà chăm sóc lẫn nhau đó là quan trọng. Cái này phải rút kinh nghiệm em nha. Dạ dạ. Khoan, nhưng mà cho tôi hỏi xíu, tức là hai mối tình đó là trước khi nhập ngũ hay là bạn nhập ngũ rồi bạn mới yêu? Dạ, hai mối tình này của em thì đều ở thời em học viên, ngày trước em học ở ngoài Hà Nội. Thì tức là trước khi nhập ngũ đúng không? Dạ dạ. Bạn nhập ngũ được mấy năm rồi? Dạ em năm nay là năm thứ 8 rồi. Bên đây nhà gái tôi hơi hồi hộp cái vụ mà vô tâm. Nhưng mà rõ ràng là cái thời điểm đó là bạn còn rất là nhỏ, rất là trẻ, cho nên là cái chuyện vô tâm á thì nó không phải là bản chất, nó chỉ là vì cái thời điểm đó bạn còn trẻ quá, bạn không có nghĩ ngợi xa xôi, hiểu không? Dạ. Bây giờ em nói đi, em có mấy mối tình rồi? Dạ thì em mới có một mối tình thời sinh viên. Thời sinh viên là cách đây dạ, cách đây 4 năm. 4 năm rồi, quen được bao nhiêu năm? Dạ quen cũng gần 1 năm. Gần dạ, một năm đó, chia tay. Tại vì khi mà còn đi học á thì cảm thấy là hai đứa tính tình cũng chưa được chín chắn cho lắm. Sau khi mà tốt nghiệp á, em muốn kiếm một cái người mà chững chạc chút xíu để mà có thể là tiến tới chuyện tương lai. Bạn do bạn đó cũng nhỏ hơn em, cho nên là em thấy là tính tình hai đứa nó cũng còn ngang bướng như nhau, nó chưa có phù hợp. Hai đứa cái tôi đều lớn hết đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi giờ bạn này nhỏ hơn nữa, giờ tính sao? Dạ thì nếu như mà bạn nhỏ hơn nhưng mà bạn chững chạc, bạn biết suy nghĩ thì vẫn được. Vẫn được phải không? Nhưng mà bạn em có sợ những bạn trai vô tâm không? Dạ có, tại vì trong cuộc sống thì có thể là mình không có thời gian, không có nhiều cho nhau nhiều thời gian cũng được. Nhưng mà khi mà mình có thời gian với nhau á thì mình phải biết quan tâm chút xíu, như là bù đắp lại những khoảng thời gian trước. Dạ. Đúng rồi, trong cuộc sống chúng ta phải yêu có tâm. Quen nhau cũng có tâm. Chào cưng. Yeah. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quỳnh Ninh, chào chị Hồng Vân, chào bạn nữ bên kia và chào toàn thể quý vị khán giả của Mặt Thông Thường qua hôm nay. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Quang Vinh, em sinh năm 1994, hiện em là trợ lý tuyên huấn phòng chính trị của lữ đoàn 25 quân khu 7. Quê em ở đâu? Dạ, em ở Hưng Yên, quê em ở Ân Thi Hưng Yên. Dạ. Hưng Yên là nhãn lòng á. Dạ đúng đấy. Mời nhà gái. Dạ xin chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh, chào bạn nam bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Võ Thị Thúy Linh, năm nay 28 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Dĩ An, Bình Dương. Nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng ạ. Nhân viên văn phòng hả? Dạ. Giờ em nói luôn cái nhược điểm với ưu điểm của mình đi cho cái chú ấy bên kia nghe. Dạ thì đối với cái ưu điểm của em á thì em là một người vui vẻ hòa đồng và có tính tự lập khá là cao trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Còn đối với nhược điểm của em á thì em hơi vụng về và cũng đôi khi thì cũng lười một chút xíu. Lười một chút xíu hả? Dạ. Nhưng mà có tật xấu gì không? Dạ thì nói với tật xấu á thì em cũng chưa có phát hiện ra. Chưa phát hiện ra luôn. Dạ phải chờ đó. Phải chờ bạn bên kia phát hiện ra. Chờ bạn kia phát hiện đúng không? Bạn ơi bạn nghe gì không bạn? Là có rồi, là có. Để chú đội phát hiện ra nha. Rồi mà em trai giới thiệu về mình đi. Ưu điểm và khuyết điểm thế nào? Dạ em thì về sở trường thì chắc em cũng không có cái sở trường gì nổi bật cả. Nhưng mà về thế điểm nói về sở thích thôi. Sở thích thì em cũng thích chơi thể thao, đặc biệt là bơi lội, bóng đá, bóng chuyền. Bên cạnh đó thì cũng thích đọc sách. Bên cạnh đó thì em cũng thích đi du lịch, với cả thích ngồi cuối tuần thì đi cà phê tán gẫu với anh em bạn bè. À, đó là giải trí của mình, thích tán gẫu uống cà phê thôi. Dạ dạ. Em có mấy mối tình rồi? Em thì em có hai mối tình. Mối dài nhất là bao lâu? Mối dài nhất là được 2 năm rưỡi ạ. Còn mối ngắn nhất? Ngắn nhất thì gần 1 năm. Như vậy cũng khá dài đó nha. Dạ. Tại sao chia tay hai mối tình đó? Dạ em không biết, nhưng mà cũng có thể là đến một giai đoạn nào đó thì khi mà mình tìm hiểu kỹ về nhau rồi thì bắt đầu mới lại phát sinh ra những cái mà mình không hợp. Bên cạnh đó thì khi mà em nhớ là chia tay á, thì bạn nữ kia cũng, cả hai bạn đều nói là em cũng có một cái chút vô tâm. Nói chung mà em cũng, cái này em cũng tự nhận thấy là mình nhiều khi mình cũng khá vô tâm trong cái chuyện mà quan tâm đến bạn ý. Cái này rất là nguy hiểm luôn, bởi vì trong tất cả tình yêu hoặc là bạn bè hay là tất cả mối thân tình nào đó, cái chuyện mà chăm sóc lẫn nhau đó là quan trọng. Cái này phải rút kinh nghiệm em nha. Dạ dạ. Khoan, nhưng mà cho tôi hỏi xíu, tức là hai mối tình đó là trước khi nhập ngũ hay là bạn nhập ngũ rồi bạn mới yêu?
Hai mối tình này của em thì đều ở thời em học viên, ngồi hồi ngày trước em học ở ngoài Hà Nội ạ. Thì tức là trước khi nhập ngũ đúng không? Dạ dạ. Bạn nhập ngũ được mấy năm rồi? Dạ em năm nay là năm thứ 8 rồi ạ. Bên đây nhà gái tôi hơi hồi hộp cái vụ mà vô tâm, nhưng mà rõ ràng là cái thời điểm đó là bạn còn rất là nhỏ, rất là trẻ, cho nên là cái chuyện vô tâm á thì nó không phải là bản chất, nó chỉ là vì cái thời điểm đó bạn còn trẻ quá, bạn không có nghĩ ngợi xa xôi, hiểu không? Dạ. Bây giờ em nói đi, em có mấy mối tình rồi? Dạ thì em mới có một mối tình thời sinh viên. Thời sinh viên là cách đây Dạ cách đây 4 năm. 4 năm rồi, quen được bao nhiêu năm? Dạ quen cũng gần 1 năm. Gần 1 năm. Sau đó chia tay. Chia tay. Tại vì khi mà còn đi học á thì cảm thấy là hai đứa tính tình cũng chưa được chín chắn cho lắm. Sau khi mà tốt nghiệp á, em muốn kiếm một cái người mà chững chạc chút xíu để mà có thể là tiến tới chuyện tương lai. Bạn do bạn đó cũng nhỏ hơn em. À, cho nên là em thấy là tính tình hai đứa nó cũng còn ngang bướng như nhau, nó chưa có phù hợp. Hai đứa cái tôi đều lớn hết đúng không? Dạ đúng ạ. Rồi giờ bạn này nhỏ hơn nữa, giờ tính sao? Dạ thì nếu như mà bạn nhỏ hơn nhưng mà bạn chững chạc, bạn biết suy nghĩ thì vẫn được. Thì vẫn được phải không? Nhưng mà bạn em có sợ những bạn trai vô tâm không? Dạ có, tại vì trong cuộc sống thì có thể là mình không có thời gian, không có nhiều cho nhau nhiều thời gian cũng được. Nhưng mà khi mà mình có thời gian với nhau á thì mình phải biết quan tâm chút xíu, như là bù đắp lại những khoảng thời gian trước. Dạ. Đúng rồi, trong cuộc sống chúng ta phải yêu có tâm ha, quen nhau cũng có tâm, chơi Facebook cũng có tâm. Cái gì cũng phải có tâm hết, đừng vô tâm nha. Rồi bây giờ bên đây thì cũng hai mối tình, kia mối tình cũng có trải qua kinh nghiệm trong tình yêu rồi ha. Bây giờ thì đàn trai, bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em cũng không có tiêu chuẩn đặt ra nào, nó cụ thể là như nào cả. Cái đầu tiên thì em nghĩ là trong tình yêu thì hai người đầu tiên là phải có cảm xúc đã. Có thể là ví dụ mình khi mình gần nhau mình thấy rung động, hoặc là mình đêm mình về mình nằm mình nhớ người ta, thì em nghĩ đấy nó là yêu, cái biểu hiện dạng về yêu thôi, chứ cũng không cần phải là cái tiêu chuẩn gì cả. Nếu mà để mà đi với nhau dài lâu hơn thì em cũng mong muốn là bạn nữ thì cũng là một người phụ nữ truyền thống thôi. Dạ, vì cái nghề nghiệp của em nó cũng khá là đặc thù. Thế vậy em cũng muốn một bạn nữ mà truyền thống, biết quan tâm chăm sóc gia đình hai bên nội ngoại. Cái thứ hai nữa thì em không thích nhất điểm mà con gái là thường thường em thấy các cô gái rất hay quan trọng tiểu tiết ấy. Tức là để ý những cái rất là nhỏ, mà nếu mà xảy ra một cái câu chuyện gì đó thì tốt nhất là thẳng thắn ngồi lại nói với nhau vì sao mà cô ấy giận chẳng hạn. Còn em cũng thế, khi có gì thì em bảo là đây anh không thích em ở điểm này, hôm nay em cư xử như này không thấy được. Thì em nghĩ là hai người ngồi lên cởi ngồi lại nói chuyện với nhau, chứ không nên là mình cứ càm ràm một cái câu chuyện gì đó, hoặc là cứ tự bản thân mình im lặng thì cái mối quan hệ nó sẽ rất dễ đổ vỡ đó. Yêu cầu đàn trai vậy, bà mối tính thì sao? Chào em. Nãy giờ đứng rình nghe lén đó. Thế thì em hình dung cô gái bên đây như thế nào? Em nghĩ là bạn nữ bên kia thì qua cách nói chuyện rồi là em nghĩ là bạn ấy là một người có học thức rất là cao, cũng khá là chín chắn và rất là tinh tế trong cuộc sống. Chắc là cũng rất là xinh nữa, em đoán vậy ạ. Dạ chào chú. Trời ơi, đó, gương mặt xinh xắn quá nha. Non không? Dạ. Mặt non măng vậy đó. Gương mặt dễ thương quá. Mặt này mặt điện ảnh là rất là ăn ảnh luôn nè. Nói chung là khi mà em chấp nhận quen bộ đội rồi đó thì chúng ta phải chấp nhận về cái thời gian rất là nó đâu ra đó, chứ không phải là mình muốn anh ơi em cần đi coi phim, anh ơi em cần này kia, cái này là khó lắm á nha. Dạ thì tính con cũng là hay lười, là lười nói chuyện á, cho nên nếu như mà gặp một bạn nam mà có quá nhiều thời gian mà nói chuyện với mình nhiều quá cũng rất là hay chán, tại vì không có muốn nói nhiều, nếu mà nói nhiều quá thì không có chuyện gì để nói nữa. Có nghĩa là nhà gái bên tôi á là chấp nhận cái thời gian rồi, mà của các chú quân nhân là không có thời gian nhiều dành cho người yêu để không, đi chơi và không, cho gia đình, cho nên là bạn đó là thực ra bạn cũng không thích gặp nhiều, thôi gì cũng được đi ha. Em muốn có một cái người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ đầu tiên là không có gia trưởng và hay chấp nhận những chuyện nhỏ nhặt chia ly nhiều quá. Thêm một cái nữa là lười, không chịu làm việc nhà, hay là có thời gian rảnh rỗi mà muốn nhờ đi đây đó thì lại lười không chịu đi. Thà không có thời gian thì thôi, nếu như mà có thời gian á thì khi mà cần á thì mong là có thể đáp ứng được. Bộ đội không có lười được đâu, yên tâm đi. Yêu nhau là mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, em yên tâm cái vụ bộ đó đi. Bộ đội chịu khó lắm nha cưng ha. Dạ. Rồi quên nữa, có thích đàn ông có má lúm không? Dạ có chị. Rất trời ơi, má lúm đồng tiền nó sâu như của Ngọc Quyền vậy đó, đúng không? Có răng khểnh không? Có răng khểnh không? Đâu cười coi có răng khểnh không nè. Sáu bảy cái luôn. Không, không có răng khểnh nhưng mà răng cực kỳ đẹp. Dạ. Nói chứ hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với anh trai và em gái. À anh trai. À. Đó. Trời đẹp trai quá ha. Nhìn anh trai là ra em gái nha. Được chưa?
Dạ, xin chào chú Vân Linh và cô Hồng Vân. Dạ, bạn con. Nam và toàn thể khán giả tại trường quay. Qua cuộc trò chuyện nãy giờ thì thấy bạn Nam cũng khá là vui vẻ, chứ không có khô khan giống như mình tưởng tượng là trước giờ là các anh bộ đội á thường hay cứng rắn lắm. Về bạn Linh á, em cũng yên tâm. Thì Linh ở nhà thì cũng rất là lo chăm lo cho gia đình. Vì thời gian của hai người hẹn hò với nhau á, thì lúc nào em rảnh thì có thể qua hẹn hò thôi. Còn Linh thì cũng không có quan tâm nhiều cho thời gian lắm. Thì trước giờ tính Linh thì anh cũng hiểu về vấn đề đó, thì em cứ yên tâm. Nhưng mà anh trai nhìn chú bộ đội này, anh trai thấy có cảm tình không? Dạ có ạ, mặt rất là sáng, rất là dễ thương. Dạ. Chú bộ đội, mình đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với thủ trưởng của em, anh Xuyền ạ. Rồi, chào thủ trưởng. Vâng, xin chào chị Ống Vân và anh Quyền Linh cùng các quý vị khán giả. Thì trước hết hôm nay tôi đi với em Vinh, là người cấp dưới, cũng là đứa em mà tôi đã từng trực tiếp quản lý và rèn luyện em cách đây 5 năm. Và đến nay em cũng đang công tác tại cơ quan của tôi. Qua cái cuộc trao đổi, cuộc trò chuyện giữa hai em, thấy rằng bạn gái bên này là theo cách nhìn nhận của anh thì bạn gái rất sắc sảo, có một cái gì đó rất tinh tế, nhan sắc thì cũng so sánh giữa hai em thì rất hợp. Cũng mong rằng là sau cái buổi hôm nay thì các em sẽ về chung một nhà, và là một cái niềm vui đối với đơn vị cũng như là tất cả các anh các chị trong trường quay ngày hôm nay. Xin chúc các em hạnh phúc. Cảm ơn thủ trưởng nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở rào cho mở hai rào bên đi. Gặp mặt nha. Mở rào cho các em các cháu gặp mặt. Rồi, mở rào. Bắt đầu đi Vinh. Hôm nay đến chương trình thì mình cũng có món quà tặng bạn. Đây là cuốn Quân khu 5 đồng. Mình đã đọc từ thời mình học đại học thì cũng tặng bạn để bạn có một chút hiểu thêm về cuộc sống của người lính và gia đình của người lính. Cảm ơn ạ. Thế thì sau đây mình cũng có món quà để tặng bạn. Thì đây là món quà mà mình tự làm, nên là không bằng gì. Mình cảm ơn. Vinh mở ra đi coi là gì. Đây này, móc khóa. Dạ, móc khóa, móc điện thoại. Tại sao lại tặng móc khóa? Nếu như mà bạn móc điện thoại thì mong là lúc nào bạn sử dụng điện thoại bạn cũng sẽ nhớ tới mình. Còn nếu như bạn sử dụng móc khóa thì mình mong là mình sẽ có thể là giữ được trái tim của bạn. Okay. Rồi bây giờ để cái này hai để bên treo ở đầu giường thôi. Ngại ngùng nha. Bây giờ mình giao lưu văn nghệ chút đi. Em muốn xin tặng bạn gái cùng anh Quyền Ninh, Trường Vân và các vị khán giả đây bài Ngược dòng quá khứ quay trở về. Ôi, mà em quên lời luôn đấy. Em rất là tâm lý. Có bị bối rối, có bị sao xuyến không mà coi như là đứng hình vậy? Chị thấy em bị có một chút mà đã, lạc nhịp tim đó đúng không? Vâng, cũng có đã. Đứng trước bạn nữ xinh đẹp này thì đúng nhiên là bị loạn nhịp chút xíu đúng không? Đúng rồi, khi mà chị kéo màn ra thì tâm lý rất nhiều. Bây giờ ngồi đi cho bình tĩnh, ngồi xuống. Bây giờ đổi xưng hô được không? Bây giờ mình xưng anh em đi, ví dụ vậy. Em là đang nằm ở đâu nhỉ? Dạ hiện tại là em đang làm ở chợ Dĩ An luôn. Thì nếu như mà sau này có thể tiến xa hơn nữa thì bạn có dự tính gì? Anh có dự tính gì cho tương lai chưa? Anh cũng dự tính là nếu mà chắc mình cũng khoảng nếu bây giờ mà có người yêu đi thì chắc là khoảng tầm khoảng 2 đến 3 năm nữa thì cũng mới kết hôn được. Tại vì hiện tại thì anh cũng chưa có chuẩn bị được cái gì nhiều về cho tương lai cả, cũng rất là nhiều thứ. Công việc thì cũng gọi là tạm ổn định một chút thôi. Nhưng bên cạnh đó thì nó cũng còn đấy, cũng mình cũng chưa có nhà cửa thì cũng chưa có các thứ lên thôi, mình cũng chưa tự tin để mà bước vào cuộc sống hôn nhân cả. Nếu mà ấy thì cũng chắc phải 2-3 năm nữa. Thì đúng là khi mà tiến tới hôn nhân thì mình cần phải ổn định nhiều hơn. Bây giờ mình vô cái chuyện hẹn hò đi, thí dụ sao bữa nay mình hẹn hò sao? Khoảng cách thì Biên Hòa với Dĩ An thì không biết là chỗ nào bạn ở chỗ nào Dĩ An, chứ nếu mà chỗ đầu Dĩ An thì về chỗ mình chắc khoảng 15 km. Nếu mà đi lên trên chỗ của Vinh á thì là có được đi ra ngoài uống nước hay là đi coi phim không, hay là bạn có. Linh sẽ đi vô trong doanh trại để mà thăm Vinh? Dạ thì hình thức thì thế nào cũng được, tùy bạn gái muốn thôi. Còn em là em nói là em cũng chủ động được thời gian cũng không quá gò bó được. Em có thể đi lên Dĩ An được, hoặc là bạn xuống Biên Hòa chơi cũng được, hoặc đi Sài Gòn hoặc đi Vũng Tàu đâu ấy thì mình cũng vẫn đi được thôi. Bây giờ mình nhìn nhau tiến tới, hai bạn nắm tay nhau và cảm nhận từ nãy giờ các bạn đang suy nghĩ điều gì và trái tim nó có rung động gì chưa, hãy nói với nhau nghe xong ta tiến hành bấm nút luôn. Đấy, hai bạn nắm tay truyền cảm xúc cho nhau thử xem. Nắm hai tay luôn, đúng rồi. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Đó, hỏi đi.
Thì hồi nãy em cũng có nghe anh nói là anh cũng khá vô tâm với bạn gái. Nếu như mà sau này mình có quen nhau á thì anh có thể là quan tâm đến em nhiều hơn được không? Cái đó thì chắc là mình sẽ sửa được thôi. Anh sẽ sửa được. Anh sửa được. Được rồi. Thôi trở về ghế đi các bạn. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi. Bây giờ đã đến lúc mình lắng lòng lại xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Bấm là chúng ta quyết định hẹn hò và tiến xa hơn nữa. Chúng ta bấm nút vì trái tim chứ không bấm nút vì tất cả điều gì cả. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm, quyết định bằng chính trái tim của mình. 1 2 3. Hết thời gian. Em gái bấm, em trai không bấm. Em hay nói lý do tại sao không bấm ha Vinh? Em thì hôm nay đến chương trình thì cũng mong đầu tiên là tìm được một nửa của mình. Thứ hai là cũng muốn là để cũng là một dịp để mình giao lưu, mình học hỏi thêm những cái về quen biết thêm các bạn. Hôm nay gặp bạn Ninh đây thì em cũng thấy là bạn Ninh rất là dễ thương, rất là xinh xắn. Và như em nói ban đầu là bạn ấy rất là một người rất là tinh tế, phụ nữ truyền thống. Nếu mà ai mà kết hôn được với bạn đi thì chắc em nghĩ là về vấn đề tề gia nội trợ hoặc là các vấn đề khác thì sẽ là rất là yên tâm. Tuy nhiên thì em cũng nhớ là anh Quyền Đinh vừa cũng nói là thôi mình cũng lắng nghe trái tim mình. Và nói dù sao thì mình đã sống thật với trái tim của mình, không lo lắng điều đó. Một cô gái rất là dễ thương, chắc chắn lên trên sóng truyền hình sẽ có rất nhiều chàng trai bấm nút cho em gái nha. Chúc cho mỗi bạn sẽ sớm tìm một nửa manh ghép của mình. Những chiếc vé xem phim gửi tặng các bạn có thể đến rạp xem phim Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Tới đó rủ, muốn rủ ai rủ nha. Còn không rủ nhau luôn cũng được. Chắc chắn là sẽ rủ nhau. Tuy hai bạn chưa quyết định ghép đôi nhưng hy vọng chương trình hôm nay sẽ là khởi đầu cho một tình bạn đẹp. Chúng ta có thể cùng nghe nhạc, xem phim và trò chuyện trên Mocha để hiểu nhau và thân thiết hơn nhé. Chúc hai bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn anh Quỳnh Linh, cảm ơn Trường Vân. Cảm ơn mình Văn Toàn.